Chào cả nhà, Thu Hồng sẽ bắt đầu làm một loạt những cái video giới thiệu những cái website rất là hay về những cái nguồn tài liệu tham khảo ở bên này cho các phụ huynh cũng như là các giáo viên tại Việt Nam xem, và Thu Hồng tin là nó sẽ rất là hữu ích. Thì trong cái loạt series giới thiệu những cái nguồn tài liệu và những cái trang mạng hay đấy, thì phần 1 thì Thu Hồng sẽ nói về cái trang web mà chuyên về những cái standards, như là một cái khung để coi như là tất cả các trường học tại tiểu bang của Georgia Thu Hồng dựa theo đấy để lên cái chương trình dạy cho học sinh. Thì Thu Hồng đã nói có vài buổi livestream trên trang Facebook Học Kiểu Nghĩ Tại Nhà rồi, và qua những cái post thì mình đã nói về Common Core State Standards là gì và cách mà từng tiểu bang áp dụng ra sao. Thì hôm nay thì mình sẽ đi sâu hơn giới thiệu cái trang web chính thức của tiểu bang về cái những cái tiêu chuẩn này. Cả nhà cùng khám phá nha. Thì cái trang web đấy là georgiastandards.org. Thì đi bây giờ mình sẽ vào đây. Thì ngay ở cái trang đầu này thì mọi người có thể thấy những cái tab ở trên đầu này là trang home page thì là giới thiệu, và còn rất là nhiều cái tab có thể dẫn thẳng đến. Thì tí nữa sẽ mình sẽ khám phá. Thu Hồng nói về cái phần này trước. Thì cái đây là cái trang homepage này, xong rồi CCRPI là tất cả những cái giải thích về chỉ số, về college và career ready, tức là một trong những cái index, một trong những cái chỉ số mà đánh giá điểm số của các trường học về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp này, rồi điểm cao hay thấp. Thì đấy là một trong những cái chỉ số rất là quan trọng khi mà mọi người muốn đánh giá điểm của từng trường, cái rating của từng trường. Đây là toàn bộ những cái nguồn tài liệu về các cái standards khác nhau cho từng môn, cho từng khối lớp, thì cũng rất là hay. Mình chỉ nói về những cái tab rất là quan trọng mà mình sẽ giới thiệu ở phần sau nha. Content Area Framework thì tức là cái khung chương trình của từng môn theo từng học kỳ một, và từng cái standard và từng cái strand, từng cái nhánh của cái standard đấy là như thế nào. Cái tab này là Resources and Videos cũng rất là hay. Thì mình sẽ khám phá đầu tiên là cái home, một cái số những cái tab chính là home này, sau đấy là Georgia Standards of Excellence, cái tab này là cái tab chính, sau đấy thì là cái Content Area Framework, và sau đấy là Resources and Videos. Thì cái đầu tiên này thì mọi người có thể nói là SLDS, thì là một cái để đánh giá cái điểm thi, tức là cứ mỗi một cái cuối năm từ lớp 3 đến lớp 12 thì các em phải tham gia một cái kỳ thi End of Grade Assessment. Thì có tên của Georgia thì có tên là Georgia Milestones hay là GMAT. Đó, thế thì cái SLDS này thì nó một trong những cái chỉ số để đo cái chất lượng học học sinh và cái sự tiến bộ của học sinh, thì đấy là điểm từ kỳ thi GMAT này, rồi Lakeside Level này, rồi những cái một số những cái tiêu chí khác nữa về của cả những cái kỳ thi khác khác nữa, ví dụ như là WIDA hay là ESL cho các bạn học sinh ESL. Lakeside thì cũng rất là hay, thì mình sẽ có một cái video riêng về Lakeside, chỉ nói về Lakeside thôi, là cái chỉ số mà đo cái độ khó của cái bài text để đánh giá cái năng lực đọc và đọc hiểu của các bạn học sinh. Cái này cũng rất là hay, là tất cả những cái website mà dành cho giáo viên, Technology Services for Teachers, thì đây là ví dụ như là EL Screener for ESOL này, rồi Gifted Eligibility Form, tức là những cái mà rồi Lakeside Framework cũng có hết ở đây, thì cái đấy cũng rất là hay. Đó, thì bây giờ mình quay lại cái tab này, thì mình trong này thì mình có một cái tab mà mình muốn nói sâu hơn một chút là STEM. Thì trong cái tab về STEM thì mọi người sẽ thấy là list tất cả, danh sách tất cả những cái trường STEM và STEAM tại Georgia. Đó. Thì đây người ta sẽ cho mình view all schools này, rồi có những cái event về STEM and STEAM thì mình cũng có thể xem được. Đây thế là tên của những cái trường đấy, đây tại county nào, tên là gì, là tiểu học hay là trung học hay là cấp 3. Đó, thì trường của bạn Andrew học là Coleman Middle,
thì trường bạn ấy là chuyên về STEAM thì sẽ có cái ngoặc ở dưới là STEAM Certified. Đó. Đó, đấy thì đấy là tất cả tên những cái trường cấp 3 và cấp 1 và cấp 2 chuyên về STEM và STEAM tại Georgia. Có tổng cộng là 70 trường cả nhà. Có tổng cộng là 70 trường nha. Thì ở trên này thì nó cũng có rất là nhiều những cái khác hay nữa. Ngoài cái danh sách trường thì có lịch sự kiện này, rồi resources và professional development. Bây giờ mình thử vào cái resources chẳng hạn. Thì trong này là mình có thể là follow theo cái Twitter thì Stan Steam Georgia này, hoặc là newsletter sign up, ví dụ mình muốn để tên rồi email thì xong rồi hàng tháng hoặc là hàng tuần chúng ta sẽ gửi cái newsletter cập nhật những cái thông tin về STEM và STEAM dính đến những cái trường tại Georgia nha. Rồi đấy là cái test mà mình muốn, tức là từ cái trang web này mọi người có thể như kiểu là gọi là one stop shop, tức là tất tần tật tất cả những cái gì dính đến việc học tại hệ thống K-12, hệ thống phổ thông tại Georgia thì đều có thể tìm tại đây trong vai trò của giáo viên hay là của phụ huynh và của những người quan tâm đến công tác giáo dục thì đều có thể là tìm tại đây được. Rồi sau khi mình đã nói về cái homepage, những cái shortcut này rồi thì bây giờ mình vào cái phần chính này là cái Georgia Standards of Excellence. Thì như mình đã nói ở trong những cái buổi hội thảo tại Việt Nam này, rồi những cái video và những cái post của mình, thì mỗi một tiểu bang thì đặt tên khác nhau, đúng không? Tức là ví dụ như là Common Core State Standards, thế nhưng mà khi mà Georgia adopt, khi mà Georgia vận dụng cái CCSS đấy vào tiểu bang mình thì đổi tên thành Georgia Standards of Excellence hay là GSE. Đấy, thế thì bây giờ mọi người có thể nhìn thấy Brown Standards có thể là theo cái từng cái tên môn học, ví dụ như English Language Arts chẳng hạn, ELA đã thì gồm có đọc và viết, đúng không? Đó, đấy thì rất là nhiều nguồn tài liệu, nhiều một cách vô biên, tức là một cái biển luôn á để cho mọi người bơi. Thì bây giờ trước khi mình vào cái highlight ở bên phải thì mình có thể xem ở cái bên trái K5 chẳng hạn, thì mình nếu mà mình quan tâm đến K5 thì đây mình sẽ xem Kindergarten grade 1, grade 2. Nào, nếu mà mình muốn vào theo từng cái khối lớp thì mình sẽ nhìn thấy cái tab bên phải, đúng không ạ? Bây giờ mình thử vào grade 1 nha. Rồi thì nó có cái standards này ở trên này, rồi teacher guidance, planning template, curriculum map. Không thiếu một cái gì cả. Tức là nó sẽ có danh sách của từng cái standard, từng cái tiêu chuẩn một này. Rồi những cái progression là cái tiến trình dạy và tiến độ phát triển của các em, cái trình tự nó sẽ như thế nào, rồi hướng dẫn của giáo viên, rồi planning template. Rồi ví dụ mình vào standards chẳng hạn thì nó đều là dạng file PDF, mọi người đều có thể download được. Đó, thế thì nó sẽ phân chia theo như thế này, thì mỗi cái standard nó sẽ có cái code, tức là ví dụ leading literacy thì là AL. Thì mình nhìn ở dưới này thì mình sẽ nhìn thấy ELA, đúng không? Tức là tên môn này, xong rồi GSE tức là Georgia Standard Excellence, 1 tức là grade 1 tức là lớp 1, AL strength 1 tức là reading literacy tiêu chuẩn số 1. Đó, tức là mình phải biết đọc cái code này thì mình mới dễ, đến lúc mà mình soạn plan thì mình mới dễ. Đó thì mình nó chia theo từng cái topic một, ví dụ kia đi detail thì có ba cái strand như thế này, graph and structure thì có ba cái strand nữa. Đó, thế thì tức là tất cả những cái này thì đều là dạng file PDF, mọi người đều có thể tải được rất là thuận tiện theo từng cái khối lớp 1. Đó, thế thì bây giờ mình quay lại. Đấy là cái standards. Bây giờ mình thử vào cái mình đang vẫn đang ví dụ cho grade 1 nha. Teacher's guidance chẳng hạn. Đó, thế thì nó kỹ lắm, tận 76 trang. Thì nếu mà có thời gian đọc thì rất là kỹ và chi tiết để có thể dạy được một cách hệ thống nhất có thể và không có miss cái kỹ năng nào cả. Đó, ví dụ như cái skill concept cần phải nhấn mạnh cho học sinh là gì này. Rồi những cái key terms, những cái thuật ngữ mà quan trọng. Đó, đấy thì từng cái standard một người ta phân tích ra và người ta gợi ý. Đó. Đấy, ELA như lúc nãy mình đã dạy mọi người cách đọc cái từng cái standard rồi, đúng không ạ? Đó. Thế thì đấy là teacher guidance. Rồi bây giờ mình thử cái một cái môn khác chẳng hạn.
mình không phải là EOA nữa mà mình thử môn toán ấy của lớp 2 chẳng hạn. Đây vẫn là EOA. Thì ví dụ môn toán tức là nó rất là chi tiết. Thử K5 nha. Rồi xong rồi đến lớp 2. Rồi đây nó curriculum map rất là, ở đây thì nó lại còn có cả grade level overview unit 1 parent letter curriculum map. Đây thì cái này là nó vạch ra cho mình luôn, nó đề ra cho mình luôn cả cái năm học thì nó sẽ trông như thế nào, và unit số 1 thì gồm có những cái standard gì. Thì như lúc nãy tôi có nói rồi đúng không, chữ đầu, chữ cái đầu là viết tắt của tên môn em thì tức là math này, GSE thì viết tắt của Georgia Excellent, standards 2 tức là cái số lớp của cấp lớp là lớp 2, khối lớp 2. NBT thì NBT là viết tắt của cái base 10, numeral base 10, đó NBT thì là một. Rồi MD là measurement, OA là operation. Đó. Đấy thì trên này thì nó có từng cái standard một được breakdown, được chi tiết hóa xem là phải học những cái khái niệm gì trong cái standard đấy. Đó thì rất là kỹ. Đó. Thì mọi người có thể xem tham khảo như thế. Bây giờ mình quay lại cái ví dụ cho môn science chẳng hạn. Thì ở đây thì nó cũng có file PDF hết. Thì cái này thì những cái nào standard nào mới hay những cái resources nào mới thì người ta có sẽ có cái chữ new bên cạnh. Thì đây là tất là chi tiết kinh khủng luôn. Ví dụ astronomy chẳng hạn. Bạn rất là thích astronomy. Đó thế thì những cái thay đổi này rồi những cái nào mà chi tiết mới hoặc những cái standard thì nhiều khi là những cái phần diễn giải, cái phần ngôn ngữ, nội dung của cái standard thì người ta thay đổi câu chữ hay thêm bớt ấy, đó thì người ta sẽ cho vào đấy, tức là nó rất là chi tiết. Bây giờ mình quay lại đây, mình sẽ ví dụ như là những cái professional learning người ta cũng list ở đây, để ví dụ như thầy cô nào hay là trường nào muốn tham gia thì có thể đăng ký. Đó. Thế thì đấy là cái phần standards nó chi tiết như thế. Thì bây giờ mình vào cái content area framework ấy, thì mình cũng có thể tức là nếu mà cái này rất là nhiều những cái content area này thì nó chính là trùng với cả cái trang mà mình vừa xem, là cái phần mà Georgia Standards Excellent Page là mình vừa xem rồi đấy ạ. Đó thế thì tại vì ngày xưa thì là nó để ở cái tab là Content Area Framework. Thế thì cái này nó cũng tương tự như cái kia thôi. Thì nếu mà mình không muốn vào cái tab này thì mình có thể là vào cái tab ở bên này đây. Đó. Thế thì cũng như là lúc nãy mình đã xem, bây giờ thử Science nha. Thì nó rất là kỹ, K5 6 to 8, mình thử xem 6 to 8 xem. Đó thế thì mình thử click vào từng cái khối lớp 1. Thế thì nó từng cái tức là sẽ có curriculum map này, rồi từng cái topic một, từng cái framework một, ví dụ climate and weather chẳng hạn, thì còn những cái nguồn tài liệu tức là ngoài cái overview, cái tên của cái standard rồi nội dung cần học chẳng hạn ấy, thì người ta còn list ra những cái khái niệm chính là các cần phải học trong cái standard đấy, cái unit hay cái topic đấy. Đó, xong thậm chí có cả rubric luôn. Thì tức là những cái rubric này, ví dụ như các em ý làm cái dự án chẳng hạn, thì các em cần phải có những cái khái niệm này. Ví dụ 4 thường là điểm cao nhất, 3, 2, 1 là điểm thấp nhất. Đó, thậm chí là có cả rubric luôn thì rất là tiện. Rồi có cả những cái graphic organizer để có thể giúp cho gợi ý cho giáo viên ứng dụng những cái bài học đấy. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ vào cái tab cuối cùng này mà Thuần muốn giới thiệu, Resources and Videos. Thì cái phần video thì nó cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà tên nó cũng sẽ chia là theo từng môn đúng không? Đó nhưng mà cái phần mình muốn đi sâu hơn đấy là cái phần resources này. Nó rất là hay. Thì ngay ở trong này thì mọi người có thể thấy là 21st Century Skills này rồi đầy đủ hết.
Bilingual Education and ELL cũng có rất là nhiều. Trong này thậm chí có cả những nguồn tài liệu rất là hay, ví dụ như là Least Restrictive Environment. Đây là những cái nguồn tài liệu cho Special Ed, cho giáo dục đặc biệt đấy. Rồi Read Writing, WIDA. Giờ mình thử vào WIDA ESOL nhá, ESOL nhá. Thì trong này là tất tần tật những cái, nó sẽ dẫn thẳng đến cái website của WIDA, thì trong đấy có tất cả những cái mọi người muốn hỏi, ví dụ những cái cách dạy này, rồi những cái bài test của WIDA dùng để test các em học sinh ESL đó. Thế thì rất là nhiều những cái tools, những cái resources mọi người có thể tham khảo. Tức là như Thu Hồng đã nói từ đầu, thì từ cái trang web của GSE này thì ra rất là nhiều những cái nguồn tài liệu vô biên luôn, cực kỳ là nhiều để mọi người có thể tham khảo và tìm hiểu sâu kỹ hơn. Rồi trong này có cả AP, SAT trong cái phần resources, rồi ESA, rồi Gifted Education, tức là không có thiếu một cái gì cả trong về tất cả những cái lĩnh vực trên mọi cái phương diện về giáo dục phổ thông hiện nay tại Georgia, dùng AP, SAT hay là ACT chẳng hạn. Thì ví dụ như là school personnel hay student và parents thì là người ta chia những cái mục như thế. Ví dụ mình trong tư cách xem, trong tư cách của một phụ huynh chẳng hạn, thì là mình sẽ click vào đây. Còn ví dụ như school personnel thì là click ở cái phần bên trái đó. Thế thì là nó sẽ có những cái thông tin chi tiết đầy đủ về từng cái content area, rồi giải thích về từng cái kỳ thi hay là từng cái môn AP mà các bạn học sinh có thể học. Thế thì tức là như mình đã nói, tức là cái nguồn tham khảo là vô biên, tức là nó không có thiếu một cái gì cả. Mọi người có thể xem từng cái tab một, và rồi ví dụ như là Teacher Tools for Integrating Technology cũng rất là hay. Đó, thế thì mình nếu mà mình có thời gian thì mọi người sẽ click vào từng cái tab này một, ví dụ như là vào 21st Century Skills chẳng hạn. Đó, thế thì sẽ ra một cái trang web này, thì đầy đủ, không thiếu một cái gì, ví dụ curriculum and instruction chẳng hạn, thì mình sẽ không mình sẽ có rất là nhiều những cái resources mà mọi người có thể là tham khảo và để có thể áp dụng trong cái trường của mình hay trong lớp của mình đó. Thì mình click vào đây để xem mình download, thì nó có những cái download như thế này, ví dụ framework này, rồi learning definition này đó, thì đều có thể download file PDF được luôn. Rồi cái 21st century learning for early childhood chẳng hạn, thì bây giờ mình thử click vào đây nha. Hoặc là click vào cái hình này, hoặc là click vào cái chữ download thì đều được. Thì Early Childhood là những cái bạn mà học mới nhập học, mới đi học ở tại trường phổ thông đó. Thế thì đấy, thì mình có thể là download vào đây, thì xong rồi nó hiện ra cái file PDF, thì mình có thể mở ra xem. Thì trong này nó rất là chi tiết, tận 20 trang về tất cả những cái từng ba cái nhóm kỹ năng mà Thuông có lần đã chia sẻ. Rồi learning skill, life skill và information or media skills. Thế thì cái 4C là cái mà mọi người phổ biến nhất, mọi người hay nói đến. Thực ra thì những cái kỹ năng thế kỷ 21 nó còn gồm cả những cái kỹ năng về nghề nghiệp này, về media khác nữa. Đó, thế thì mọi người có thể tham khảo ở trên này. Thì nó rất là chi tiết. Từng cho từng cái lứa tuổi một, ví dụ như toddler preschool thì cần phải biết làm những cái gì này, pre kindergarten này, rồi kindergarten thì phải làm cái gì đó, phải biết cái gì đó. Thế thì rồi cả outcome các thứ, tức là nó rất là chi tiết, thì mọi người hoàn toàn có thể tham khảo. Rồi early childhood guide đó thì rất là bổ ích. Thế thì hy vọng là mọi người thấy cái nguồn tài liệu mà hôm nay, online resource mà hôm nay Thu Hồng giới thiệu rất là hữu ích cho mọi người và có thể ứng dụng. Tức là rất là nhiều người đã hỏi là làm như thế nào để có một cái khung, hay là để biết được cái chương trình, để định hướng được, để giúp các em ấy tại nhà đúng không? Thì đây chính là một cái nguồn tham khảo tuyệt vời.
Tại vì nếu mà không có sách giáo khoa thì mình hoàn toàn có thể dựa theo cái framework và những cái standards đó, thì để mình sẽ làm theo. Ví dụ như bạn ấy đang học lớp 3 hay lớp 2 chẳng hạn, thì cứ click vào từng cái khối lớp này thì nó sẽ ra cái curriculum map cho mọi người, từng cái unit một đó. Thế thì cứ bấm vào curriculum map thì nó sẽ hiện ra hết tất cả những cái nội dung mà các bạn ấy phải học trong năm học đó. Thế thì bây giờ là không có sợ là không có sách giáo khoa, rồi không có biết là theo cái đường hướng như thế nào, thì đi cứ theo những cái mà framework có ở trên cái trang này thì mọi người thêm một cái tham khảo. Thì đây là của Georgia, thì mình tại vì là cái tiểu bang mà mình thường đang dạy. Thế thì còn mỗi một cái tiểu bang thì nó có những cái trang web, cũng có một cái trang tương tự như thế này để nói về những cái standards của tiểu bang của họ. Thế thì nếu mà mọi người không muốn tham khảo của Georgia thì có thể tham khảo những cái website của những cái tiểu bang khác. Đó, thế thì hy vọng là mọi người thấy cái thông tin hữu ích, và mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Thu Hồng Đinh, và theo dõi cái trang học kiểu Mỹ tại nhà thường xuyên. Thì trong đấy Thu Hồng luôn luôn cập nhật những cái thông tin rất là chi tiết từ những cái ứng dụng mà mình dạy học hàng ngày ở trong lớp học. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại nha. Chào tạm biệt.